Kinh Pháp Cú 21 Phẩm Tạp Lục, diễn đọc và trình bày Thùy Linh. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Sát Lỵ, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng Phật Đà thường niệm. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng chánh pháp thường niệm. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng tăng già thường niệm. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng sắc thân thường niệm. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Kinh Pháp Cú 21 Phẩm Tạp Lục, diễn đọc và trình bày Thùy Linh.